Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VTV hãy tôn trọng sự thật và thôi chụp mũ thời báo chấm đề. Vào ngày thứ hai 22 tháng 3 năm 2021, thời báo chấm đề có phát bản tin sắp làm thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập. Thì ngay ngày hôm sau, kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam có phóng sự mang tựa đề chống xuyên tạc công tác kiện toàn nhân sự, nhằm phản bác lại những gì mà thời báo chấm đề đã đưa. Bản tin này do biên tập viên Việt Cường thực hiện. Trong phóng sự ấy, biên tập viên Việt Cường đã nói rằng thời báo chấm đề đã cố tình tung tin video clip bài viết sai sự thật trong các đoạn. Họ nói đây là kênh YouTube của một nhân vật đang sống ở Đức. Mỗi tháng kênh này sản xuất và đăng tải hàng trăm clip trắng trợn xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đưa tin bóp méo một số sự kiện và bóp méo một số sự kiện liên quan đến Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước. Đây là hình ảnh VTV1 đưa ảnh của thời báo chấm đê phóng viên đang tác nghiệp và gạch chéo. Điều này cho thấy VTV không có tinh thần tranh luận. Thời báo chấm đê chúng tôi không bao giờ làm như vậy với các kênh truyền hình khác. Ở đây chúng tôi cũng yêu cầu VTV chứng minh rằng thời báo chấm đê xuyên tạc như thế nào. Một đài truyền hình lớn của nhà nước Việt Nam như VTV không thể chỉ kết luận chụp mũ chúng tôi bằng kết luận mà không đưa ra được bằng chứng. Và xin hỏi VTV rằng xuyên tạc là gì? Hãy trả lời xuyên tạc là trình bày sai sự thật với dụng ý xấu. Cũng xin khẳng định với VTV1 rằng thời báo chấm đê chúng tôi không hề xuyên tạc mà bình luận chính trị dựa trên những bài báo chính thống mà Đảng và Nhà nước của quý vị đã đăng tải công khai. Đấy là tiêu chí làm việc của chúng tôi. Thông thường, để sản xuất ra một bản tin, ban biên tập của chúng tôi sẽ tìm kiếm nguồn tin riêng kết hợp với những thông tin mà phía báo chí chính thống của quý vị đã đưa ra. Mỗi bản tin, chúng tôi luôn bám vào tin tức từ hệ thống báo chí của Đảng và Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng tải chính thức. Vì thế, không thể xem chúng tôi là tin tức bịa đặt được. Bình luận, phân tích và đánh giá dựa trên sự kiện là công việc bình thường của công tác báo chí. Báo chí nhà nước nói chung và VTV nói riêng không được phép nói về những gì Đảng không cho phép. Tuy nhiên, thời báo chấm đê chúng tôi là một tờ báo hoàn toàn tự do, không ai có quyền cấm chúng tôi nói lên điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thích. Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi và VTV. Vì vậy, không thể vì sự khác biệt ấy mà VTV vu cho chúng tôi là xuyên tạc, bịa đặt được. Báo chí tự do khắp nơi trên thế giới, nó luôn gắn liền với công tác chỉ trích chính quyền để chính quyền ngày một tốt hơn. Và chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi luôn xem việc chỉ trích chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là phần quan trọng trong bình luận tin tức chính trị trong nước. Và bài bình luận sắp làm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập đã phát vào ngày 22 tháng 3 của chúng tôi dựa trên những bài viết nào là điều chúng tôi sẽ đưa ra sau đây. Trong phóng sự của VTV nói về thời báo chấm đê có đoạn: còn trong clip này, nhân vật này xuyên tạc vu khống một đồng chí lãnh đạo có mối làm ăn tỷ đô với nước ngoài, nhưng cả clip không đưa ra một chứng cứ nào cả. Cũng xin khẳng định với VTV1 rằng, để có thông tin tổng hợp và viết nên bài bình luận đó, chúng tôi dựa trên 3 bài báo viết của báo chí chính thống trong nước đã đăng như sau. Bài thứ nhất, ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối chính phủ, của tác giả Lê Hiệp, được đăng trên báo Thanh Niên vào lúc 9 giờ 57 phút vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Và bài thứ hai với tựa đề là đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang 20 tỷ đô la của tác giả Anh Đào, được đăng trên báo Việt Nam Biz lúc 12 giờ 1 phút vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Còn bài thứ ba là Việt Nam ủng hộ vành đai và con đường cùng có lợi của tác giả Diệu An Bình An, được đăng trên báo Tuổi Trẻ lúc 19 giờ 49 phút vào ngày 27 tháng 4 năm 2019. Đây là hình ảnh bài báo của báo chính phủ Việt Nam đã đăng và cung cấp thông tin cho bài bình luận sắp làm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập. Chúng tôi biết rằng ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng từ sau Đại hội 13, chứ không phải là đợi đến khi Quốc hội giới thiệu như báo Thanh Niên đưa tin chúng tôi mới biết.
để xác minh thông tin chúng tôi đưa là sự thật hay bịa đặt thì đợi đến sau ngày ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng. Khán giả có thể hoàn toàn kiểm chứng điều này. Tin này là do thời báo chúng tôi bịa đặt hay sao? Câu hỏi là cái đề nghị quý vị trả lời, đặc biệt là VTV1. Và khi ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thì chắc chắn chính ông sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất để triển khai dự án 20 tỷ đô la ấy. Và điều đáng nói là dự án đường sắt cao tốc 20 tỷ đô la này sẽ có dự án kết nối với ga Bắc Hàn Khẩu của Trung Quốc tại Lào Cai. Và cũng chính các tờ báo chính thống của nhà nước Việt Nam cũng ủng hộ dự án vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình, chứ chúng tôi không hề bịa đặt hay xuyên tạc gì cả. Tất cả những dự án đó đã được đăng trên báo chí nhà nước. Và chúng tôi chỉ làm công tác sâu chuỗi và tổng hợp sự kiện lại và đưa ra đánh giá của mình. Đó chính là một việc làm rất bình thường. Và chúng tôi lấy tin từ các báo chí chính thống mà VTV đã chụp mũ chúng tôi là bịa đặt. Vậy hóa ra những tin tức trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam là do Đảng tự bịa đặt hay sao? VTV hãy trả lời câu hỏi này cho bạn đọc. Và VTV và làm báo chí chính thống đang làm băng hoại Đảng Cộng sản. Đài truyền hình quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam VTV vốn là một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản. Người đứng đầu của đài truyền hình này là một ủy viên Trung ương Đảng ngang hàng với Bộ trưởng. Đài truyền hình là một cơ quan ngang bằng với một bộ. Và VTV là một kênh truyền thông chuyên nói tốt về Đảng, bất kể Đảng tốt hay xấu. Công tác báo chí có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Điều đáng thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt hơn cho nhà nước và phục vụ tốt hơn cho người dân. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu của thế giới như Canada, Úc, New Zealand hoặc Đức, họ tốt hơn không phải vì được ca tụng mà vì họ thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản Việt Nam thì công việc chỉ trích Đảng và nhà nước sẽ bị chụp mũ là phản động, là xuyên tạc, là bịa đặt, vân vân. Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã phải ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do Trương Duy Nhất, vân vân và rất nhiều người. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn sửa đổi để tự tốt hơn. Đấy là điều rất nguy hiểm cho đất nước và tác hại rất lớn cho 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang là một ủy viên cấp cao của Đảng với thứ hạng ngang Bộ trưởng. VTV cũng là tờ báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là cơ quan hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và cộng thêm khoảng hơn 800 tờ báo nhà nước các loại nhưng chỉ nói lên một tiếng nói duy nhất, đó là ca tụng Đảng. Có thể nói việc kiểm soát báo chí biểu diễn như dàn đồng ca như thế nên nó chỉ có tính chất vuốt ve, mơn trớn và du ngủ cho Đảng, kể cả khi Đảng đã sai. Chính vì vậy mà Đảng sai thì ngày một sai lớn hơn. Ngày trước quan chức tham ô vài tỷ là lớn, nay quan chức tham ô hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ rất nhiều. Ví dụ như vụ Tất Thành Cang sai phạm hơn 800 tỷ đồng ở Sadeco, hoặc Bộ Tứ Lê Thành Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa, Tất Thành Cang sai phạm liên tiếp hơn 20 năm. Rồi vụ án Mobile Phone mua AVG v.v. đó cũng là một phần lớn của báo chí ca tụng. Ý thức được đất nước Việt Nam thân yêu đã mất tiếng nói phản biện, nên tờ Thời báo.de của chúng tôi nguyện làm công việc phản biện xã hội để người dân thấy rõ hơn bản chất của vấn đề về những chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra, đang và sẽ làm. Nếu VTV tự tô hồng cho Đảng, thì tờ Thời báo.de sẽ tiếp tục bóc lớp phấn hồng ấy cho người dân biết được sự thật đằng sau. VTV là một đài truyền hình bất nhân và phi dân tộc. Vụ án Đồng Tâm với các hành động nửa đêm, công an Việt Nam đã mang hơn 3.000 cảnh sát cơ động vào thôn Hoành hành quyết cụ Lê Đình Kình tại giường ngủ, sau đó mang xác về mổ phanh thây. Với vai trò là truyền hình quốc gia, buộc mọi đài truyền hình địa phương phải phát sóng bản tin VTV1 ngay giờ vàng, thì VTV đã dùng ưu thế này để tố dân Đồng Tâm và bênh vực cho lực lượng cảnh sát giết người phanh thây này mà người đứng đầu và chịu trách nhiệm phải là Bộ trưởng Tô Lâm. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, sau khi tội ác của Công an Hà Nội đã được làm tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, thì chính VTV cũng đã phụ họa bằng việc liên tục tố dân Đồng Tâm nạn nhân của cuộc hành quyết này. Đấy là một điển hình về việc làm vấy máu của VTV. Tuy nhiên, bất nhân chưa phải là tất cả những gì mà VTV
ngoài các tội ác gián tiếp cụ thể như thế, VTV có thể hiện tinh thần phi dân tộc nữa. Được biết, nhiều lần VTV đã cho xuất hiện cờ 6 sao của Trung Quốc lên màn hình nhỏ của đài truyền hình này. Và lần đầu tiên là vào tháng 10 năm 2011, khi VTV1 đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Và sau đó là vào tháng 12 năm 2011, khi ông Tập Cận Bình, lúc đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc, sang thăm Việt Nam. Bị dân Việt Nam phản đối gay gắt, nhưng vào ngày 13 tháng 9 năm 2017, VTV lại đưa cờ 6 sao lên một lần nữa. Đây là hình ảnh VTV đấu tố dân đồng tâm, ủng hộ cờ 6 sao và ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Chưa hết, không những cổ vũ cho cờ 6 sao, mà VTV đã từng có lần đưa bản đồ đường 9 đoạn lên màn hình nhỏ của đài. Cụ thể, bản tin thời tiết trong chương trình Cuộc Sống Thường Ngày vào hôm 13 tháng 9 năm 2017 trên đài VTV1 trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có đưa bản tin liên quan đến bão Tha Lim sắp đổ bộ Trung Quốc. Thì bản đồ phía sau lưng biên tập viên của đài VTV1 có những đoạn gạch lạ trên khung nền Biển Đông. Không khó cho người xem tại Việt Nam xác nhận nó rất giống đường 9 đoạn của Trung Quốc đã vẽ ra để xác định biên giới lãnh hải phi pháp của mình trên Biển Đông. Trong bối cảnh nhân dân phẫn nộ những hành động xâm hại lãnh thổ Việt Nam, thì VTV đã lén lút ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc như vậy. Cho nên, việc một đài truyền hình nhà nước mang tầm quốc gia có lượng người theo dõi lớn bậc nhất Việt Nam như đài VTV1 đã đưa lên sóng truyền hình những hình ảnh này thì quả thật rất tác hại vì nó liên quan đến vận mệnh của đất nước, cũng như đây chính là bằng chứng mà Trung Quốc có thể trưng ra trước quốc tế rằng Việt Nam công nhận đường 9 đoạn vì nó được phát và phổ biến rộng rãi trên VTV, đài truyền hình trung ương của Việt Nam. Đấy là những gì mà VTV đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên, với Thời báo .de thì chúng tôi không bao giờ làm như vậy, mà ngược lại, chúng tôi phải đấu tranh tốt hơn nữa vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Quý vị và các bạn hãy theo dõi và bấm nút vào YouTube và Facebook của Thời báo .de được nhận những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.